Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua top 4 của giải Ngoại hạng Anh để tranh tấm vé dự Champions League mùa giải năm sau giữa Chelsea với Liverpool và Leicester City đã diễn ra hấp dẫn kịch tính như phim hành động. Trước khi bước vào vòng đấu thứ 38, Chelsea với 67 điểm là câu lạc bộ nắm lợi thế lớn nhất và cũng là đội bóng duy nhất có quyền tự quyết trong tay. Trong khi đó, Liverpool là đội có lợi thế tiếp theo khi hơn hẳn Leicester City về chỉ số phụ. Leicester City là đội bất lợi nhất và gặp phải đối thủ khó chơi nhất là Tottenham ở vòng đấu hạ màn. Nhưng bầy cáo đã nhập cuộc rất tốt, chơi lấn lướt trước gà trống. Sau nhiều lần hãm thành, phút thứ 18, Jamie Vardy đã kiếm về một quả 11m và chính anh đã thực hiện thành công mở tỷ số cho đội chủ nhà. Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Leicester City thi đấu hưng phấn hơn và dễ đá hơn ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không phải vậy vì Tottenham sau khi nhận bàn thua đã chơi rất quyết tâm. Đội khách dâng cao hình để dồn ép Leicester City và Harry Kane đã ghi được bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Leicester City lại có bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công của Jamie Vardy ở phút thứ 52. Bàn thắng này giúp bầy cáo chơi tự tin hơn, có thế trận chặt chẽ hơn trước Tottenham. Lúc này, ở hai trận đấu cùng giờ, Liverpool dẫn Crystal Palace với tỷ số 1-0 và Chelsea bị Aston Villa dẫn trước với tỷ số 2-0. Nếu như kết quả này được giữ nguyên, bầy cáo sẽ kết thúc mùa giải trong top 4 chứ không phải Chelsea. Mặc dù có lợi thế, nhưng Leicester City lại không biết nắm giữ. Phút thứ 76, thủ thành Kasper Schmeichel mắc sai lầm chết người, giúp Tottenham có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Bị gỡ hòa 2-2, Leicester City tụt xuống vị trí 5 trên bảng xếp hạng nên cần phải ghi bàn. Do dâng cao hình để tìm kiếm bàn gỡ nên Leicester City đã bị Tottenham trừng phạt. Ở khoảng thời gian cuối trận, bầy cáo bị trong thủng lưới 2 lần nữa, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-4. Ở hai trận đấu cùng giờ, Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Chelsea thua Aston Villa với tỷ số 1-2. Với kết quả này, Liverpool và Chelsea cùng với Manchester City và Manchester United sẽ giành vé dự Champions League mùa giải năm sau, còn bầy cáo lại rơi vào bi kịch như mùa giải năm ngoái. Leicester City chỉ còn biết trách bản thân mình vì họ đã hụt hơi ở giai đoạn cuối và ngay cả khi có cơ hội thì đội bóng này cũng không thể nắm bắt. Kết quả các trận đấu khác của vòng 38 giải Ngoại hạng Anh như sau: Wolves thất bại 1-2 trước Manchester United, West Ham thắng 3-0 Southampton, Sheffield United giành thắng 1-0 trước Burnley, Manchester City thắng 5-0 trước Everton, Leeds United thắng 3-1 trước West Brom, Fulham thất bại 0-2 trước Newcastle United, Arsenal giành thắng 2-0 trước Brighton. Như vậy, kết thúc mùa giải năm nay, Harry Kane ám giải vua phá lưới với 23 bàn thắng, hơn Mohamed Salah người đứng sau một bàn. Tiền đạo người Anh cũng là cầu thủ có số đường kiến tạo nhiều nhất giải với 14 lần dặn cỗ. Tuy nhiên, tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi lớn. Bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại hạng Anh: Manchester City vô địch với 86 điểm, đứng hai là Manchester United 74 điểm, Liverpool xếp thứ 3 với 69 điểm, Chelsea đứng thứ 4 với 67 điểm, Leicester City đứng thứ 5 với 66 điểm, West Ham đứng thứ 6 với 65 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 62 điểm, Arsenal đứng thứ 8 với 61 điểm, Leeds United đứng thứ 9 với 59 điểm, Everton đứng thứ 10 với 59 điểm, đứng thứ 11 là Aston Villa 55 điểm, Newcastle United đứng thứ 12 với 45 điểm, Wolves đứng thứ 13 với 45 điểm, Crystal Palace đứng thứ 14 với 44 điểm, đứng thứ 15 là Southampton 43 điểm, Brighton đứng thứ 16 với 41 điểm, Burnley đứng thứ 17 với 39 điểm. Ba đội bóng sẽ xuống hạng là Fulham, West Brom và Sheffield United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay? Hãy lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.